Hôm nay thì buổi tối Tết Dương, hôm nay mình có về một mẫu loa S8 mà rất nhiều các bạn bảo mạnh đến review và quảng cáo, thì mình vừa mới đi chợ về, chưa kịp ăn nhậu gì cả. Mình test luôn các bạn nghe xem chất lượng âm thanh con này như nào nhá. Bát của nó tương đối là sâu quý vị ạ. Lồ. Con này bắt nổi. Đây bây giờ mình sẽ test thử một đoạn âm thanh quý vị nghe thử xem chất lượng âm thanh như nào nhá. Alo 67 lên đi cô nhá. Alo 12 alo 67. Alo. Hình thức bên ngoài rất đẹp quý vị ạ, lên nhà kìa. Hứa hẹn cùng nhau đến khi bạc đời. Lời ước thề khi em đã mất đi đâu. Em cứ bước đi đi xem tình yêu này không có gì. Anh cũng chẳng đau sợ, chẳng lo em tại nguyện như ý. Chuyện tình mình giã ngờ khi em buông lời nói thú vàng. Tất đã qua muôn màu, nay ân tình mình bồi sáng trăng. Vỡ là trái tim anh, bao đau thương chẳng ai chịu được này. Có yêu kéo không thành, đôi bên em lựa chọn xa cách. Một ngày dài trong quá, khi anh xa hơn bao mái nhà. Tạm biệt em nhé cô thiếu nữ, anh thương yêu. Hello. 67. Quý vị ơi, chiếc hoa này tương đối là đẹp và bắt mắt, nhưng có cái điều hạn chế là bắt nổi như này để trẻ con hay sờ vào này, trẻ con hay sờ vào quý vị ạ. Nhưng mà nghe nhạc của bắt bên ngoài, cái điện thoại này không lộ tả được hết được cái chất âm ở bên ngoài cực kỳ hay quý vị ạ. Đây mình sách để các bạn nhìn nhìn dùng là chúng ta. Alo 12 alo 67 12 đấy, nhìn những cái loại được này lên. Alo 12 đây camera chạy qua bên này đấy. Alo 1, 2, 3, 4 lần. Có bao giờ em nhớ thương một người, chắc không phải anh, lẽ em rời xa đây thôi. Hứa hẹn cùng nhau đến khi bạc đời. Nơi ước thì em đã vỡ đi. Trên Tết là tuyệt vời, anh em mà có thích hay không thích, bình luận bên dưới giúp mình. Chào anh em, ok.